đấy thì không phát hành được cái văn bản đấy là một. Cái thứ hai là cái ông bên mua ấy, ví dụ như là trong quá trình bên này cũng đã công chứng bán rồi nhá, sao ông mua lại sao ông ký được thì sau này nó ảnh hưởng công chứng nó không thể làm được đấy. Thế bây giờ mình không vào số mà ý nói là bây giờ anh cứ làm thủ tục cho em nhá. Bên 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 bán kia nó cứ ký hết vào giấy tờ ấy. Thế là anh giữ hợp đồng công chứng, anh giữ sổ cho em. Xong là bao giờ một tuần sau thì bên mua kia họ ký vào đấy cho anh trả hồ sơ được không? Thì lúc đấy mới vào sổ. Ý là thế. Thâm mà nên như này này, công chứng nó sợ. Đây. Tức là có công chứng nó dám làm, có công chứng không dám làm. Vì sao? Một là ví dụ bên bán, ví dụ như ngày mai ấy là ngày 22 tháng 8 nhá. Ông công chứng à, ông bán ông ấy ký nhá. Công chứng cũng chưa phát hành gì đâu. Nhưng đến ngày 30 tháng 8 thì cái ông mua ông mới ký thì buộc phải phát hành vào cái ngày cuối cùng là ngày 30. Đúng chưa? Nhưng ví dụ như là cái ông bán ấy ngày 22 ông ấy công chứng, nhưng mà ví dụ sau đấy ông ấy lại, một là ông bị làm sao ông ngỏ mẹ mất, dẫn đến là ông ấy làm sao mà chứng thực công chứng lại chứng thực ông là ngày 30 vẫn bán. Hay là hiểu ý chưa? Nên là nếu như cái việc đấy nó xảy ra thì công chứng nó sẽ bị xử lý. Đấy, là nó ngại, là nó ngại vấn đề đó, chứ không phải là nó ngại cho bên mua bên bán. Bởi vì cái này bên mua bên bán thuận tiện thì không sao. Đấy, chứ còn cái mà đóng dấu công chứng treo ấy thì thông thường nó tùy đến công chứng, nhưng ví dụ nó 1-2 ngày thì nó còn có thể ok. Anh để cả tuần chúng nó không dám đâu. Ví dụ như là cho ký trước, ví dụ như này này, cái hồ sơ ấy nó cho cả hai bên ký này nhá. Mình giấy tờ vẫn, thì đó, vẫn đóng dấu, đóng viết cái thứ này anh vẫn giữ hợp đồng công chứng và giữ sổ cho em. Bao giờ họ thanh toán hết tiền cho em thì trả cho bên mua được không? Không, cái vấn đề nó không phải là ai giữ sổ thì công chứng người ta không quan trọng, anh hiểu chưa? Công chứng người ta chỉ công chứng cái sổ ấy thôi. Đấy. Đấy, chứ người ta cũng không quá quan trọng cái việc là ví dụ ký hôm nay rồi xong hôm sau lại ông lại đi ông cầm ông ký bán cho người khác, thì cái đấy thì đương nhiên là cái bên mua hoặc bên nào đấy phải bảo quản cái sổ đấy cho an toàn rồi. Đấy thì cái giữ đấy công chứng nó cũng không ngại lắm về cái việc mà nó chỉ sợ là trong quá trình đấy có vấn đề gì thì đương nhiên là cái văn bản công chứng đấy nó bị ký sai nguyên tắc là nó sẽ bị kỷ luật, nó sẽ bị như này như kia. Nhưng bây giờ là sẽ là mai có cái tình huống như thế, có nghĩa là tôi trao đổi với cái Hương đi xem là nó có xử lý cho được như tôi vừa nhắn rồi thì nó bảo được 1-2 ngày thôi. Ý là bây giờ là như này, có cái phương án là mai thì vẫn có người bán này và tôi vẫn bảo người mua đến ký công chứng bình thường, sau đó là tôi thì tôi sẽ đứng ra tôi thanh toán hết cho người bán. Hoặc tôi cầm lấy toàn bộ hợp đồng công chứng và sổ. Sau đó là bên mua kia họ ấy chưa đủ tiền chẳng hạn. Thì đến 28 họ thanh toán tiền hết cho tôi thì mới ra hồ sơ cho họ coi như là xong. Bởi vì là theo nguyên tắc là bên mua là phải chịu hết tất cả các chi phí ấy. Thì họ cầm sổ, họ tự đi làm sổ, làm chiếc cái thứ thôi. Anh thế, đến lúc anh thả gà ra anh tuổi à. Anh Hâm mà, thế bây giờ... Nghĩa là công chứng xong như là rồi, như là nó đất nó thuộc quyền của bên mua rồi đúng không? Bên nó đã ký với nhau. Thằng bán thì nó nhận tiền rồi. Nó không bị rủi ro gì đúng không? Cái thằng mua ấy bây giờ nó cũng ký cái đấy, nó cũng chuyển đấy cho anh rồi. Nó cũng chuyển một phần tiền cho anh rồi đúng không? Nó đặt cọc cho em rồi. Thế bây giờ nó chậm thì anh tính như nào? Nó không, tôi chỉ nói đơn giản. Nó chậm thì bây giờ cái đấy cũng không hủy được cái hợp đồng công chứng đấy đúng không? Không. Sao anh nghĩ được? Cái thằng thằng bán thì sao nó chấp nhận nó nghỉ cho anh không? Sao nó biết được những cái bên trong? Nó bảo tôi không biết, tôi mới nhận đủ tiền rồi. Nó không bảo tang chứ, nó sợ chứ. Nó không muốn vướng vào cái chứ. Thế bây giờ phương án bây giờ theo ông là đưa ra này, phương án nào là ấy, nó chỉ có cách nhau có 5 ngày thôi, 6 ngày. Cách nhau 5 ngày, 6 ngày. Bây giờ cái quan trọng nhất là cái thằng ấy nó có, cái thằng bán nó có mình bảo nó delay cái thời gian luôn. Không, không phải
một là giãn cái đấy ra, hoặc nếu không ấy thì bây giờ như này, giữa anh với nó ấy, ký một cái hợp đồng đặt cọc nhá, bán ấy với anh ấy nhá, ký một cái hợp đồng đặt cọc kéo dài thời gian ra và anh đặt cho nó bằng đúng cái số tiền mà mua bán ấy nhá. Sau đến ngày đó, kia là mới đi công sự, đến ngày thằng kia nó đặt cọc ấy là anh ghi là sau này khi trong quá trình ấy sang tên là do cái người mà anh chỉ định. Nó thế. Đúng rồi. Đó. Thì anh sẽ được đảm bảo an toàn và anh giữ toàn bộ cái sổ đấy. Thì đến lúc ấy là người kia là đến là nó phải thôi đúng không? Đúng không thế thì mình sẽ đàm phán với họ, mình giữ lại vài trăm được, mình bảo nó là chưa đủ tiền chẳng hạn thì cho chậm thêm một tuần rồi mình chuyển cho họ, xong làm tiếp cái hợp đồng đặt cọc tiếp và giữ lại khoảng độ 100-200 hoặc đôi 300 để gắn trách nhiệm nó đến ngày công chứng, tuần nữa nó đến nó công chứng cho. Nhưng mà nhất thiết anh phải làm cái hợp đồng đặt cọc công chứng nào. Đúng rồi, là anh đặt nhiều tiền anh phải làm thế. Là hợp đồng đặt cọc công chứng. Mua bán thì anh hủy cái hợp đồng đặt cọc công chứng đi. Anh xác định anh mất thêm mấy triệu này nhưng mà nó an toàn. Chứ anh thường làm theo cái đặt cọc giãn theo cái trên tay kia ra. Thì khi anh đã đặt cọc công chứng như thế thì nó lên cái hệ thống rồi. Khi nó không bao mua bán được. Sau này mình phạt đặt cọc cũng có cơ sở. Nói chung là cũng toàn người thật việc thật đấy mà. Chị ấy kia chị cũng tử tế lắm, chị bán nên là tôi cũng đã giãn một lần rồi. Mình xác định là người thật việc thật nhưng mà mình phải lường trước thôi. Chén tránh cái rủi ro. Cái hợp đồng công chứng bây giờ làm hết bao tiền? Hợp đồng cọc đặt cọc công chứng. Tính theo ấy đấy, đặt cọc nó tính theo cái tiền là cọc. Cái phần trăm giá trị đặt cọc ấy 0.1% ấy. À nè. Phí công chứng nó tính thế, còn nó còn có các cái khoản phí khác nữa này. Đấy thì nếu như an toàn nhất nhá là một phương án là bây giờ ví dụ cái mảnh 3 tỷ chẳng hạn. Bây giờ anh đặt cho nó hai tỷ rưỡi hoặc hai tỷ mấy, chắc nó nghe ngay ngồi đấy chỉ đâu. Rồi đấy, một là đấy là một phương án nha. Phương án thứ hai là anh làm phương án ủy quyền cho ngày mai là cái bên bán này nó ủy quyền toàn bộ cho anh, nó có quyền đoạt đấy. Nhưng mà nếu mà tình đoạt như thế thì sau này anh mà có chuyển nhượng nó không hợp tác, không hủy cái đặt cọc đi ấy, thì anh sẽ chịu thêm một lần thuế. Ví dụ như khoảng một tuần nữa mà hai bên nó hợp tác, nó ra nó hủy cho anh cái quyền đấy. Thì anh cho ký thẳng sang đấy. Còn nếu nó không hợp tác thì anh dùng cái quyền anh ký bên kia. Thì nó sẽ bị phạt đấy. Mà trong hợp đồng đặt cọc ấy bảo nó làm luôn ra là chỉ định rõ là có thể sau này là ký cho cái người mà mình chỉ định chứ không phải là ký cho bản thân mình đấy. Thì anh trao đổi với nó theo cái phương án đấy rồi. Ok, đưa cái phương án giải quyết sao cho nó hợp lý nhất. Đấy. Ok anh.